Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua được ven sông. Quê hương là con diều biết tuổi thơ.
giọt buồn giọt tuổi đêm ngày. Cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mấy mưa dầm mày lại héo dây. Cha ơi sao cha chưa về, nhà trên bếp dưới vắng tanh, đời với trong môi mòn ngoài kia mưa dầm. Cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Năm cứ mưa hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ chồng cha hái bữa cơm nghèo chén canh cá trong.
Thưa các chị, các anh trong đoàn
từ thiện và đến trung tâm điều dưỡng. Thì như anh Bố Siêu Tiểu Hương cũng đã bắt phát biểu rất là đầy đủ và trọn vẹn. Riêng về phía trung đoàn thông tin thì là những người lính đang mặc áo lính và làm cái nhiệm vụ mà các bác, các chú, các anh đã từng trải qua và đã đổ một cái phần xương máu của mình. Thì hôm nay được cùng đi với chị Tiểu Hương đến thăm trung tâm điều dưỡng, thì trước hết thì thay mặt lãnh đạo chỉ huy của trung đoàn thông tin quân khu xin gửi lời chúc sức khỏe đến ban lãnh đạo cũng như là toàn thể các bác các chú trong trung tâm điều dưỡng có một cái sức khỏe tốt để tiếp tục là cái cuộc sống hạnh phúc cùng với trung tâm cũng như là đối với xã hội, mà như anh Siêu đã phát biểu là theo cái đường lối của. Có một cái khoa của trung đoàn với một cái công ty mặt hồ Hương vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lọc gió thanh thang năm cửu nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ơi đông đô hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, thủ đô mến yêu của ta, là ngôi sao mới rạng rỡ. Sáng soi bóng đêm Trường Sơn lắng trong nước sông Cửu Long, nghe nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca, hát tiếng bom rền. Tấm máu ơi,
cùng nhau mới rằng áo con rách thêm nên càng mẹ già lại phải thức thâu đêm bao tâm ơi bấy lâu nay con quý hơn cơm nào đời mẹ nghèo chung áo rách nên thương các mẹ là vì thấy con đi như thế bóng khi nào chợt nhớ hậu phương mà đường ta trường sơn lắng trong nước sông Cửu Long nhẹ
bước chân hành quân dệt nên tiếng ca hát tiếng bom rền Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của hôm nay. Trước khi đi học không nghĩ hết được mong tất cả thấy trong này cũng vài người đấy, đấy. Trên chỗ bệnh viện E gần nhỏ. À, rồi. Kìa ông anh còn tiếp thu cả một cái bệnh viện thì rất là tốt. Vâng, tôi chúc cho sức khỏe bình nhất. Mình cũng giúp anh em mình được vâng, tôi cũng làm từ thiện mà. Các vị đã biết. Ngoài ra thì có linh mục Phan Thật Từ là phó tổng thư ký phụ trách phía Nam và trực tiếp đặc trách đối với thành phố Hồ Chí Minh. Và đồng chí Hoàng Yên Bình là ủy viên thường vụ tránh văn phòng. Còn nghệ sĩ ưu tú Trương Nga là phó chủ tịch của chúng tôi. Thế còn vị này là bác sĩ Hồng Hải là trưởng ban bảo trợ về kinh phí cho hội. Đồng thời là phó ban đối ngoại của phân hội chúng tôi. Để ngoài ra thì có ủy viên ban chấp hành đồng chí Nguyễn Minh Công là giám đốc của cái công ty Tinh Hoa, đồng thời là trưởng ban
kinh tế và bảo và tiếp nhận tài trợ viện trợ của phân hội chúng tôi. Thế thì như vậy là về phân hội chúng tôi, còn tôi thì là Trần Quang Nghiêm. Lấy ngày 26 tháng 12 năm nay là tiến hành đại hội toàn quốc với cái thời gian còn rất ngắn, rất cần chúng ta triển khai nhiều việc khẩn trương để tiến tới đại hội. Trước cái tinh thần đó thì hôm nay đoàn của Trung ương hội tại Hà Nội, giáo sư Nguyễn Trần Thu Bà công tác ở phía Nam dẫn đầu cùng đi với đồng chí chủ tịch hội có bác sĩ Lê Thở, ủy viên thường trực trưởng ban y tế, có đồng chí Thương và cuộc sống của Trung hội Trường Giang, có bác sĩ trợ lý tỉnh bác sĩ Văn Phong và đại diện rất đáng giáo sư chưa giới thiệu chị Tiểu Tiểu Thương thành đoàn Hồ Chí Minh là một bác sĩ hồi đó có viết bài cho chú anh Long Định, tức là một chân dài một năm nay cũng nói là ban tổ chức chính quyền cũng qua trước khi đi thành công chung với điện là hơi 26 thì đã rồi nội cùng với chúng tôi, nhưng mà từ Hòa Bình xong thì anh được nhà nước phân vào đây làm là tư đội rồi vẫn ở đây. Thôi tôi nói loạn mấy câu thôi. Dạ, bác nói đi. Đúng là 3 triệu người. Hơn 3 triệu. Có thể hơn. Tôi nói ước lượng. Tôi ước lượng. Anh với tôi ước lượng. Thế phải nói 3 triệu người đó là gặp nhiều nhất là năm hay sao loài. Tâm thì trẻ nhưng mà trái tim rất lớn. Thế đây là đấy đâu mà 18-20 tuổi. Thành trung ương với ban chấp hành thành phố đến chỗ của cha Từ ạ. Chúng ta sẽ ăn cơm rồi cũng liên hoan ở đấy tối hôm nay ạ. Và thầm bất san sẻ yêu thương chở che âu yếm một người cha nhân hậu là anh. Trẻ lang thang sống giữa thị thành, không mẹ không cha, không nhà không cửa, chới với lo âu thất vọng khôn cùng. Có bàn tay người thầy thuốc thủy chung gom lại tình thương nuôi từng em nhỏ, mặt cho đời sống dở anh là con thầm mãi miết say mê, tìm cho em thơ một chốn đi. Mỗi bệnh nhân mang một nỗi đau riêng, người thầy thuốc nhân dân thấu hiểu. Từ trái tim yêu vô đôi bàn tay truyền vào cây kim thắp lên niềm hy vọng, như lời ru xa dịu ban đầu. Anh bỗng thấy cuộc đời sao đẹp thế, kìa đôi mắt em sao để giọt lệ rơi, phải không em thay ngàn lời khấn tạ, biển thân thương làm đẹp như con người, biển thân thương nơi mới ấm tình. Đắp lên niềm hy vọng đó cả. nhớ quên quên. Thưa chị Đình Tiểu Hương, được biết chị là một nhà hoạt động thể thao rất là trẻ tuổi. Chị có thể cho biết là xuất phát từ ý nghĩa gì mà chị để làm công tác từ thiện này? Dạ thưa, xuất phát từ hoàn cảnh mồ côi của Hương từ lúc nhỏ.
với chị trong quá trình hoạt động từ thiện, chị thấy có những thuận lợi và có những khó khăn gì ạ? Dạ thưa, nếu nói về khó khăn thì Hương không thể kể hết được. Còn về thuận lợi thì Hương được nhờ tất cả những nhà hảo tâm và những nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước đỡ và đoàn thể. Thưa chị, trong quá trình hoạt động từ thiện của chị thì cái đối tượng mà chị giúp đỡ là những ai? Dạ, trong những đối tượng tiểu Hương giúp đỡ là những người già neo đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi và những người nhiễm chất độc da cam. Chị có thể cho biết được là trong cái dự kiến trong tương lai thì hoạt động từ thiện của chị sẽ tiến hành như thế nào? Dạ thưa, trong tương lai thì hiện tại Hương đang xây một nhà tình thương để dành cho những trẻ em tàn tật, mồ côi. Và tiến tới Hương sẽ mở một cái nhà văn hóa, thể thao để dành cho những trẻ em tàn tật. Và có sự mơ ước lớn lao nhất của Hương là mở một bệnh viện từ thiện. Yeah. Dạ thưa, trong tương lai thì Phương hướng tới, Hương hiện Hương đang xây một cái nhà tình thương dành cho những trẻ em tàn tật và mồ côi, và tiến tới Hương sẽ mở một nhà văn hóa dành cho trẻ em tàn tật. Và nguyện vọng lớn nhất của Hương là mở một bệnh viện từ thiện, và nhân dịp này Hương rất mong. Thưa chị Huỳnh Tiểu Hương, được biết chị là một nhà hoạt động từ thiện trẻ tuổi và đã hoạt động từ lâu. Chúng tôi muốn được biết là xuất phát từ ý nghĩ gì mà chị lại tham gia công tác từ thiện? Thưa Hương, xuất phát từ hoàn cảnh mồ côi của Hương từ lúc nhỏ. Thưa chị, vậy thì trong quá trình hoạt động từ thiện chị thấy có những thuận lợi và khó khăn như thế nào ạ? Dạ thưa, nói về khó khăn thì Hương không thể kể hết được. Còn về thuận lợi thì nhờ các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp trong và ngoài nước và đoàn thể giúp đỡ. Thưa chị, vậy thì những cái đối tượng mà chị tham gia cứu trợ là và giúp đỡ là những đối tượng nào ạ? Dạ, những cái đối tượng những người già tàn tật neo đơn và những trẻ em tàn tật mồ côi và nhiễm chất độc da cam. Chị có dự kiến gì trong cái hoạt động tương lai của mình ạ? Dạ thưa, phương hướng tới của Hương hiện là Hương đang xây dựng một nhà tình thương dành cho trẻ em mồ côi tàn tật ở đường Gò Dầu, Tân Bình. Và mơ ước lớn hơn của Hương là xây dựng một nhà văn hóa thể thao dành cho trẻ em và người tàn tật. Và mong muốn lớn hơn nữa của Hương là nguyện vọng xây một nhà bệnh viện, làm một bệnh viện để bệnh viện từ thiện. Và nhân dịp này tiểu Hương rất mong các nhà hảo tâm từ thiện góp sức cùng Hương để ba chương trình trở thành hiện thực. Mình xin chúc tiểu. Các nghệ sĩ, các ca sĩ của thành phố cũng đến tham dự chương trình hội nghị sáng nay.
Phó Tổng Thư ký Phan Khắc Từ, đại diện Kim Ảnh, chủ tịch Hội thành phố Hồ Chí Minh. Ông tàn tật đại diện cho 3 triệu trẻ em tàn tật Việt Nam lên sân khấu để chào quý vị đại biểu, quý vị quan khách. Chào mừng và chúc sức khỏe quý vị đại biểu, các vị quan khách và toàn thể bạn bè đến tham dự cuộc họp mặt hôm nay. Hiện qua cuộc họp mặt hôm nay đã nói lên những nỗi băn khoăn chung, cùng nhau chung sức chung lòng lo cho các trẻ em tật nguyền và hướng về Đại hội toàn quốc lần thứ 2 Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc họp mặt và xin trân trọng giới thiệu người thầy thuốc nhân dân, bác sĩ giáo sư Nguyễn Tài Thu lên đọc diễn văn. Các cháu tuy rất đau khổ nhưng lại còn những cháu không thể đi đây được và hiện nay nằm ở trong các phân làng từ Bắc đến Nam. Hình cháu mà trên 3 triệu cháu thì đúng là không đáng kể gì cả. Cũng vì vậy, ở ngoài Bắc cũng như miền Nam, hơn tôi là giáo sư Trịnh Kim Ảnh, là một nhà y học hiện đại nổi tiếng lão luyện, thì chúng tôi là những người đứng ra để tập trung tất cả lực lượng, những người thầy thuốc trong toàn quốc để chữa chạy cho các cháu. Ở trung tâm nữa mà phát triển các nhà cứu trợ em tàn tật ở các phường, các xã và các người lãnh đạo trong buổi tế kết hợp chúng tôi với các hội chuyên môn, nhưng mà số này chưa được bao nhiêu, tôi tự gì mới có được 1% thôi. Thì chúng tôi động viên các thầy thuốc đông y và tây y cần, ví dụ các cháu nó cầm biết thì chưa cứu có thể khỏi được, không có tiền đâu ạ, một ca phẫu thuật cũng phải ít tiền. Nhưng nếu hội chúng ta tổ chức ra mẫu, chúng ta là những người từ mẫu đấy là bắt buộc phải lo ăn cho các cháu. Nếu các cháu tập trung ở huyện, ở những trung tâm như thành phố Hồ Chí Minh, những trung tâm ở nhà trường thì quả thiết thực của hội trong những năm qua bằng nguồn tài chính vận động tài trợ cùng tinh thần làm việc tận tụy của các thầy thuốc tự nguyện, của tất cả hội viên, hội cứu trợ các trẻ em tàn tật Việt Nam đã bước đầu chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Tôi xin thay mặt ba triệu các cháu rất cảm ơn tất cả các cô chú các bạn đây và những các vị đã cho các cháu một cái chắc rằng cái vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Tài Thu và xin cảm ơn các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đã tài trợ cho hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Kính thưa quý vị và anh chị, là những nhà hảo tâm từ thiện cùng với những quan khách đến từ các quốc gia đã đến vì mục đích chung chia sẻ sự bất hạnh nỗi khổ của trẻ em tàn tật Việt Nam. Xin kính chúc quý vị đại biểu luôn dồi dào sức khỏe. Kính thưa quý vị đại biểu, xuất thân từ hoàn cảnh mồ côi, bản thân mang nhiều bất hạnh từ nhỏ, Tiểu Hương thấu hiểu được nỗi đau của các em bé mồ côi tàn tật. Nên 12 năm qua, Tiểu Hương đã chia sẻ bất hạnh với các em.
Tiểu Hương tự nguyện làm việc, phấn đấu cho công việc, giúp đỡ các em tàn tật, mồ côi bất hạnh. Có hoàn cảnh như Tiểu Hương, công việc tự phát ban đầu của Tiểu Hương đạt được nhiều kết quả, tạo được... Cho em bé nha. Em bé vào, em bé. Hương Hà, quay đây à? Quay ra ngoài này. Hiện tại trong tương lai, Hương hiện tại Hương đang xây một nhà tình thương để nuôi dưỡng các em mồ côi và tàn tật, và hướng tới sau xây dựng nhà tình thương thì Hương sẽ mở một nhà văn hóa thể thao cho các em tàn tật Việt Nam, và ước muốn lớn lao nhất đối với Tiểu Hương là mở một bệnh viện từ thiện ạ. Kết hóa một nhà tình thương và một bệnh viện dành cho những người tàn tật và các em tàn tật Việt Nam sẽ được xây dựng một thời gian gần đây. Xin cảm ơn chị. Và trong cuộc họp mặt này, Tiểu Hương mong muốn tất cả những nhà từ thiện cúi xuống với cùng Tiểu Hương chia sẻ và giúp đỡ Tiểu Hương trong ba cái chương trình để Tiểu Hương làm việc và để xây dựng ba cái căn nhà để cho các em ạ. Xin hãy làm cảm ơn chị Hương Tiểu Hương. Máy ấm Thiên Ân là một nhà mở, một máy ấm dành cho các em khiếm thị, mồ côi và cơ nhỡ mới được ra đời vào đầu tháng 9. Thế là sau những tháng dài phải lang thang kêu gọi kiếm sống, bây giờ các em đã có một máy ấm để tạm gọi là dừng bước giang hồ. Xin kính mời tất cả quý vị cùng chia sẻ niềm vui này với máy ấm Thiên Ân trong nhạc phẩm hòa tấu Dừng bước giang hồ.
Xin cảm ơn Thánh Ngọc Dương. Thông qua hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Do vậy chúng tôi rất mong muốn mọi sự góp ý của quý vị được đến ngày phan quốc thường thay mặt trung ương hội tiếp nhận, và chúng tôi rất mong muốn một ngày gần đây nhất tháng 2 này tại thủ đô Hà Nội. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức mong quý vị cảm thông nếu có. Con nào cái người ta hiểu chứ. Chứ còn mình ra hiệu với nhau. Ở đây tôi có cái con bé kia thì nó cũng là cái gì
Kêu kêu đi, kêu bác bó. Cái này không có. Em mời chị anh sự của em. Cô cùng đi với lại Nguyễn Như Ngọc đã có nháy về thăm. Tôi rất cảm động với những cái nghĩa cả của cao cả ấy. Thế và cô đã cho chúng tôi ít tiền, và nhất là thực hiện ý kiến của vị linh mục cũng như của cô mấy, thì chúng tôi đã mua quạt cho các cháu. Cho nên cái tấm lòng của cô đó là đã quạt mát cho biết bao nhiêu những các cháu tàn tật, mà kể cả cha mẹ các cháu lên đây cũng được hưởng một cái hân hoan phấn khởi, cái gió mát giữa trưa hè đối với phụ huynh mà đối với lại các cháu. Cho nên chúng tôi từ hôm ấy đến nay phải nói rằng là mãi đến bài hôm nay rồi lạnh thôi, nhưng mà mấy ngày hôm ấy đó, thế mà cái tháng vừa qua là chi hết gần 400.000 tiền điện. Nhưng mà chú ở đây, các cháu ngoại chú và các đại biểu đến đây đều đi thăm, mà chúng tôi đều giới thiệu cái quà này là cô đi cùng với bệnh nhân của cô ít tuổi, nhưng mà cô đã biết làm việc thiện. Cô có nghĩ rằng cái tuổi đời cô mỗi ngày một cao lên, mỗi ngày một cao lên, thì cái lòng cười thiện của cô rất là bao la như cái khẩu hiệu của một người giúp đỡ. Như thế thì dần dần chúng tôi thực hiện được bằng cách là Trung ương Hội hết lòng quan tâm giới thiệu, mà được các quý vị đại biểu ở đây cũng như cô là cứ mỗi một ngày phải những đề xuất. Hội từ thiện năm nay là 10 năm, chúng tôi định chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 10 năm và bầu ban chấp hành mới. Chúng tôi sẽ có một cái quyền bằng văn bản nói lên lịch sử quá trình cho đến hôm nay mà tôi đã viết bằng văn bản được hơn 80 trang mà tôi còn chỉ viết hết, và đều cái tâm gương cao cả cho nhiều người khác để người ta có lòng từ thiện theo những cái tâm gương cao cả. Ở đây nhà cũng chịu để vận động các thể lang bác sĩ đến đây giúp đỡ từ thiện cho đỡ giúp không sau mới lại được một tháng thì cô bỏ thì có nói rằng là rất là vì đến đây làm việc thiện giúp tôi đủ dốt làm được ăn quả sáng ăn cơm chứ không nói được thế dần dần thì vận động thêm một tháng là trăm rưỡi, mà có nói trăm rưỡi mà sinh hoạt hiện nay ra đơn cũng không là được. Nhưng mà chúng tôi có nói giúp đỡ cho các vị mạnh khỏe để làm nhiều việc để các In another room as well? Yes, yeah.
Ông mua chợ về ông làm đấy. Cứ kêu kêu. Vâng. Vâng. Mua đồ chơi đó. Đừng khóc nhá. Đừng khóc nhá. Sợ đi. Bóp nắm nào, tay như thế nào? Bóp thử nào chứ đi hết bóp được không? Bóp thử nào. Thôi rồi chồng chết nó rồi. Hai này. Đây. Sáng nay cả chủ tịch của bao nhiêu người cũng đến đây. Ở cái này thôi. Có cả tư biển đi. Thế có nhiều người gì không? Có nhiều người bạn đấy. Cô đồng đi ra ngoài cổng. Đấy, qua đến rồi. Với những tiết mục kỳ bản số trong ca khúc và dân ca Việt Nam kể chuyện chân trắng bằng một bài hát vừa diễn vừa hát lùi vào vai hè tươi sáng nhất, ban tổ chức sẽ trao quà cho các bạn tham gia. Thôi ông quản lý đi lông đi. Tôi đã quản lý về quân trang áo ướt rồi. Cho buổi biểu diễn, xin mời các hộ nhà dân yêu cầu các cháu nhỏ
đang ngồi trên khu vực mái nhà xuống để tránh xảy ra tai nạn. Mời họ Trần Xuân Kha, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đắk Lắk.